Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 23 và ngày 24 tháng 11 năm 2023. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bạc Liêu, áp cao lạnh lục địa tăng cường về phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, có cường độ suy yếu và rút ra phía Đông. Những nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt lên. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng yếu, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau. Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, ngoài khơi sóng cao từ 2 đến 4 m, biển động. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào thấp nhất âm 0,20 m xuất hiện lúc 17 giờ ngày 23 tháng 11, cao nhất 1,98 m xuất hiện lúc 1 giờ ngày 24 tháng 11. Còn mực nước tại Phước Long thấp nhất 0,87 m xuất hiện lúc 0 giờ ngày 24 tháng 11, cao nhất 0,92 m xuất hiện lúc 12 giờ ngày 24 tháng 11. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.